Xin chào các bạn đã quay trở lại kênh YouTube Mẹ Gấu Nuôi Con. Đang trong giai đoạn là chuyển sang mùa mưa cho nên thời tiết rất là oi bức và nóng nực. Cho nên đa phần các gia đình đều bật quạt 24/24 hoặc là bật máy lạnh cho bé, dẫn tới việc bé bị khô mũi, nghẹt mũi, làm cho bé khụt khịt, khó chịu. Từ đó làm cho ăn uống của bé giảm hẳn. Nếu mà mình không chữa trị kịp thời mà để lâu thì nó sẽ dần biến chứng nặng thành viêm mũi dị ứng. Sau đó nó sẽ chảy xuống họng, làm bé bị viêm họng nha các bạn. Cho nên hôm nay trong video này, Mẹ Gấu sẽ chia sẻ cho các bạn cái cách để chấm dứt cái cơn nghẹt mũi của bé khi bé vừa chớm bị nghẹt mũi nha các bạn. Nếu các bạn thích video này, hãy bấm like và chia sẻ. Đừng quên bấm đăng ký kênh để nhận thêm những video tiếp theo của Mẹ Gấu nhé. Khi mà bé vừa chớm bị nghẹt mũi thì mình cần phải làm những biện pháp sau đây. Đầu tiên mình sẽ làm những cái siro giống như Mẹ Gấu đã hướng dẫn ở những video trước. Các bạn có thể làm siro từ lá húng chanh. Nếu bạn không có lá húng chanh thì các bạn có thể làm siro từ trái lê nhé. Mẹ Gấu có để link tham khảo ở phía dưới nhé. Đối với siro lá húng chanh thì bé dưới 1 tuổi mình cho uống một ngày 3 lần, mỗi lần 5ml. Còn đối với bé từ 1 tuổi trở đi thì mình sẽ cho uống một ngày 3 lần, mỗi lần 10ml nha các bạn. Còn đối với nước giải cảm làm từ trái lê, cứ cách 2 tiếng thì mình cho bé uống một thìa cà phê nha các bạn. Ngoài uống siro ra thì mình còn chú ý tới cái việc ăn mặc của bé và tắm cho bé nha các bạn. Ăn mặc thì mình cho bé ăn mặc thoáng thôi, đừng có thoáng quá mà cũng đừng có bí quá, bởi vì cái mùa này nó đang rất là nóng. Nếu bé ở trong máy lạnh thì các bạn thường xuyên phải đi tắt cho bé nha các bạn. Cái lòng bàn chân của bé rất là quan trọng. Nếu mà bé ở trong phòng máy lạnh mà bạn muốn tắm cho bé thì bạn nên tắt máy lạnh trước khi tắm ít nhất là 1 tiếng rồi hẳn tắm cho con nhé. Và khi tắm ở cái mùa này thì mình không cần phải tắm nước ấm quá đâu, chỉ cần hơi ấm ấm là được rồi. Tắm xong thì mình lau nhanh cho bé, sau đó thì mình sẽ lấy dầu khuyên diệp bôi vô ngực, vô lưng, vô lòng bàn chân cho bé. Ngoài ra mình còn bôi ở sau cái mang tai và bôi ở hai bên mũi dai cho bé để cho bé dễ thở hơn và ăn uống tốt hơn. Ngoài ra khi mà tắm cho bé thì các bạn nên nhỏ vài giọt khuyên diệp vô cái chậu tắm cho bé để cho bé vừa tắm vừa được xông cái dầu khuyên diệp vô trong mũi luôn, giúp bé thông được cái lỗ mũi và thở dễ dàng hơn nhé. Bởi vì là mỗi lần mà bé nghẹt mũi, bé sẽ giảm bú rất là nhiều, mà cái việc giảm bú, giảm ăn sẽ làm cho cơ thể bé yếu đi và sẽ làm cho bệnh càng ngày càng nặng hơn. Nên là khi tắm các bạn nhớ cho vài giọt khuyên diệp vô để cho bé thông cái lỗ mũi nha, thì bé sẽ ăn uống tốt hơn, giúp cho bé tăng cường sức khỏe hơn và mau khỏi bệnh hơn nhé. Ngoài ra một ngày 2 lần các bạn làm nước gừng ấm để ngâm chân, massage chân cho bé. Mẹ Gấu thường ngâm chân cho bé 2 lần, một lần là buổi trưa trước khi ngủ và một lần nữa là buổi tối trước khi bé ngủ nha các bạn. Bây giờ mẹ Gấu sẽ hướng dẫn cho các bạn làm cái nước gừng ấm ngâm chân cho bé và cái cách massage chân cho bé giúp cho bé mau hết nghẹt mũi nha các bạn. Để làm nước gừng ngâm chân cho bé, các bạn lấy một củ gừng bằng cái bàn tay của mình nha các bạn. Một củ gừng to như thế này cho một lần ngâm nhé. Đầu tiên mình rửa sạch, các bạn có thể lấy cái bàn chải này hoặc là cái bàn chải rửa chén cũng được để rửa sạch gừng nhé. Sau khi gừng rửa sạch đất rồi, mình bỏ vào trong cái cố nha các bạn. Mình dùng chày mình giã nát cái gừng nha các bạn. Nát từng này là vừa rồi ha, không cần nát hơn đâu. Mà cũng đừng có giã để cho nó còn củ to quá nha. Sau khi gừng được giã xong rồi thì mình sẽ bỏ gừng vô một cái nồi nha các bạn. Mình lấy cái ca này để đong lấy 2 lít nước đổ vô nồi gừng hồi nãy nha các bạn. Một ca này là 1 lít thì mình đong lấy 2 ca.
Sau đó mình bắt cái nồi nước gừng lên trên bếp, bật lửa đun sôi. Các bạn nhớ đậy nắp lại để nó mau sôi nhé. Sau khi cái nồi gừng nó sôi thì mình sẽ hạ lửa và tiếp tục đun trong vòng 20 phút nữa nha các bạn. Sau khi mình đun nhỏ lửa được 20 phút rồi thì mình sẽ tắt lửa đi nha các bạn. Rồi các bạn mở nắp nồi ra, lấy 1/2 thìa cà phê muối như thế này đây. Rồi mình đổ vô. Sau đó chờ nước nó nguội còn khoảng 40 độ thì mình ngâm chân cho bé nha các bạn. Các bạn tìm một cái chậu lòng nó trũng trũng như thế này nha, để mình đổ nước gừng vô ngâm chân cho bé. Các bạn có thể dùng cái nhiệt kế đo trán của bé để mà đo cũng được. Đầu tiên các bạn điều chỉnh ở cái chế độ là đo nhiệt độ phòng nhé. Sau đó mở máy lên, đo vô tầm khoảng 40 độ nhé. Này nó khoảng 39 độ, hơi nguội một tí nhưng mà cũng được. Tầm khoảng 39-40 độ mình dùng để ngâm chân cho bé nha các bạn. Bây giờ mình sẽ lấy ra để ngâm chân cho bé nhà mình. Đầu tiên bạn phải cho bé ngồi cố định một chỗ. Bạn lấy cái bã của cái gừng, bạn bôi lên chân cho bé. Sau đó mình dùng cái ngón tay cái để mình miết cái lòng bàn chân của bé nha các bạn. Các bạn miết lòng bàn chân, sau đó day ở những cái ngón chân nha. Thỉnh thoảng mình sẽ lấy cái bã gừng để bôi lên lòng bàn chân với ngón chân cho bé. Bé sẽ hơi đau và khó chịu một tí, nhưng mà nó sẽ tốt cho bé, giúp cho bé ngủ ngon và đỡ nghẹt mũi hơn nhé. Các bạn sẽ ấn cái huyệt ở ngay dưới lòng bàn chân như mình làm nha. Mình làm khoảng 3-4 lần cho một lòng bàn chân. Hết chân bên này thì mình sẽ đổi sang chân bên kia. Khi mà làm xong cả hai chân rồi thì mình sẽ cho chân của bé xuống nước để ngâm. Mình ngâm trong vòng 10-15 phút nha các bạn. Sau khi ngâm xong mình sẽ lau khô cái chân của bé, lau thật khô nhé. Rồi mình lấy tắt đi vào cho bé, không để cho bé đi trên đất xuống nền nhà nhé. Vừa rồi mẹ Gấu đã hướng dẫn cho các bạn cái cách chăm sóc cho bé khi mà bé bị nghẹt mũi và cái cách mình làm nước gừng ấm và massage chân cho bé giúp cho bé mau thông mũi, khỏe mạnh nha các bạn. Mình sẽ ngâm chân cho bé tới khi mà bé ngừng, không còn bị khụt khịt mũi hay nghẹt mũi nữa nha các bạn. Nếu mà bé đã chuyển sang xoang ho, mình vẫn sử dụng được phương pháp này để giúp cho bé mau khỏi bệnh hơn nha các bạn. Chúc các bạn thành công. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo nhé.